Xin chào các bạn. Trong video này, Thể thao Giải trí 247 tiếp tục gửi đến các bạn thông tin chính thức từ Bộ Giáo dục Đào tạo về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Theo đó, toàn bộ các mốc thời gian năm học 2019-2020 sẽ được thay đổi chi tiết như sau. Một, học sinh sinh viên, học viên toàn quốc sẽ đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3 năm 2020. Hai, đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Ba, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15 tháng 7 năm 2020. Bốn, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15 tháng 8 năm 2020. Năm, thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020. Nếu vì tính cấp thiết mà địa phương nào phải kéo dài thêm thời gian nghỉ thì phải tổ chức học bù để cho kịp tiến độ của toàn quốc đã nêu trên.